Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi vị tướng ID và neo danh nick của bạn là Subin. Thì cái nick này kim cương 1 5 sao rồi, chỉ còn 1 sao nữa thôi là mình lên cao thủ nick thứ hai. Ok. With me, come fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Cái bài hát này như kiểu đi ý. Khá là vui. Mỗi khi bài hát này bật lên thì mình phiêu phiêu một chút cho nó thoải mái nhá. Rồi, trận này thì mình có Marivam rồi. Mình sẽ đi lên một mình thôi. Về gấu ơi, nguy hiểm kìa. Đấy. Rồi, ok, ID bạn Natalia vào rồi. Về, về bạn ơi. Ở Natalia về đi. Bạn này vừa bị mất kết nối, rất là nguy hiểm nhá. Ok, cả hai đều level 2 rồi. Ok, về đi bạn ơi. Hai thanh niên đi farm hai đường rất là vui. Nhưng mình chạy nhanh hơn. Tìm bạn hai người nên rất là ghê nhá, mình chỉ ôm farm thôi. Cách handle ID mình đã trình bày anh em rồi. Hôm nay mình trình bày cách handle này, đó là cách handle gồm có áo choàng thật ra đầu tiên này, giày Hermes này, áo choàng băng giá này, thương xuyên phá này, huân chương choi và món đồ cuối cùng là giáp thống khổ nhá. Wow, ghê quá. Hay quá, anh em mình đã đẩy xong trụ dưới rồi. Nhưng mà mình rất là khó sống ở pha này. Thôi, về thôi. Em người quá đáng rồi. Voi và vai nét rỉa rất là tốt. Ôi thôi. Mất rồng. Thôi, mất rồng. Anh em mình đang đẩy đường dưới. Đổi trụ đường dưới để lấy rồng. Quá, pha đấy là mà anh em đánh rất hay nhá, mình bị ép nên khá là kinh khủng. Rồi, cướp không cướp được, đen thật. Rồi, không thể ném trúng được la cờ đót, rất khó bắt đây đi. Voi lên bảng, ok. Em chú ý nha, đánh nha, với em đánh 5 năm thì em nên để là chế độ ăn lính đẩy trụ. Còn đánh solo thì em để cái tự động chọn mục tiêu nhá. Tự động đánh ấy thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Có các bạn hỏi mình là tại sao là đánh solo lại dùng đánh tự động, còn đánh với 5 năm thì lại dùng là ăn lính để trụ đó. Thì mình giải thích là như vậy, đánh solo thì dùng đánh tự động dễ hơn rất nhiều các bạn ạ. Còn đến muốn để hiển thị cái mặt này lên thì anh em để cái chế độ là hiển thị mục tiêu ở trong cái đàn tay rất dễ thôi. Rồi, hay quá, là cờ rốt ơi, về đi bạn ơi. Ok, đã lên được cái áo choàng thần dao nhá. Ở đây là tiếp tục mình đánh ID với combo là một áo lửa một áo băng.
Ok, một pha được hai người nha. Anh em chú ID đánh ID là cho quan sát map rất cẩn thận nha. Đồng đội giao tranh là anh em phải lao lên luôn. Bởi vì mình có cơ hội là mình có cái sở trường là áp sát nhanh mà. Mình phải dùng chiêu cuối choáng rất nhiều tướng địch càng tốt, có lợi cho nhiều team, team rất nhiều nhá. Thôi về thôi. Uầy uầy ghê vậy, ghê vậy. Làm gì ghê quá. Uầy uầy. Vanessa định giết mình kìa. Đùa, các bạn có thể thấy là mình bị em lên rất là ghê khi bị Vanessa. Các bạn này Vanessa rất là chắc tay. Cấu gì rất là ghê gớm nhá. Hay hay, giờ xiên cho Ngộ Không đến chết thì thôi. Vanessa ơi, anh đến đây. Vanessa ơi. Mà không thôi. Không đủ lượng sát thương mọi người ơi. À, đấy, bắn rất là thấm. Chắc bằng ngọc rất là ok đấy. Đánh ra đi anh em, không được hổ báo nhá. Phải đợi có team thì mình team bạn bắt nẻ. Đó, rồi ok. Đợi có team mình lao ra thì mới giết được nhanh tướng địch, chứ anh em đừng hổ báo một mình tiêu diệt tướng địch thì có thể tiêu diệt được nhưng mà rất là khó khăn. Làm cái gì thật dễ 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 thôi. Ôi thôi mất trụ rồi. Không thể chống được, hai bạn lại đẩy rất ghê nhá. Mất con rồng tiếp rồi. Hay quá. Chiêu cuối rồi, ok. Đó anh em nhìn, mình nhìn thấy ôm. Ôi. Khổ quá, đánh chậm một nhịp lại mất cái chiêu hai kìa. Ok, không thể chạy được đâu. Edit ơi, Edit ơi, Edit ơi, rồi. Thôi về về về. Không ham hố quá. Cướp một con rồng là ok rồi. Ở các bạn đánh bất kỳ một tướng sát thủ nào hoặc là đấu danh, cái điều quan trọng trong đầu anh em luôn là mưng mủ trong đầu, đó là cái là anh em không được ham hố, không được tham mạng. Tướng Murat hay là tướng mới ra ấy, cũng là các tướng Nagroth hay là ai đi đều là như vậy. Mình sẽ chiêu cuối bắt em này. Uầy, chết đi quá, không chết kìa, cố lên. Ok. Đánh thủ là cướp xuân cái bù luôn cái bùa xanh nhá. Thì thời gian dự kiến bán ID đồng vàng thì tầm hơn 2 tháng nữa anh em ạ. ID mà anh em luyện đánh tốt ý, thì cũng rất là mạnh. Và leo danh cũng rất là dễ. Quan trọng là anh em phải luyện nhiều thôi. Vị tướng này là một tướng trong kho báu mà, nhưng mà không phải là một tướng dễ đánh. Dễ chơi thì dễ thật đấy, nhưng mà để đánh tốt thì để di chuyển tốt ra vào trong combat chuẩn ý, thì phải luyện tập rất nhiều. Rồi tiếp tục nè, áp sát vị trí chủ lực của team bạn. Oa, tự nhiên bắn Nagroth đang núp ở luôn. Ok, rồi. Chết trước khi mình. Gấu về, gấu ơi. Thôi thôi xong gấu, về đi về gấu ơi. Không được, không được. Dính ngay chiêu 2 làm choáng luôn.
You can my high, you can say my mind, yeah, it is true. Đây là bài Never Be Alone của The Flash nha. À, mục đích làm clip và chơi Liên Quân của mình đó là vui vẻ và chia sẻ những cái kiến thức mình biết đến tất cả anh em. Chứ mình không ham hố cái chức danh thách đấu hay là chức danh đánh hơn người này người kia đâu. Các bạn muốn nói thế nào được, mình không quan tâm. Mình làm clip là vui thôi, và kênh của mình là tụ tập những anh em như vậy. À, muốn thành công cao thì các bạn phải nghĩ thoáng một chút nhé. Đừng có quá để ý so sánh người này người kia. Mình không thể thích như vậy đâu. Ok. Để được cái kênh Mobile Mobile Việt to lớn thế này, đó là sự chăm chỉ của mình. Tất cả là do chăm chỉ thôi. Mình cố gắng ra clip thật là đều và những clip chất lượng đến tất cả mọi người. Để anh em xem clip của mình vừa là vui vẻ này, vừa học được thêm chút kiến thức về game Liên Quân. Mỗi tướng đều mình đều nói điểm mạnh và điểm yếu. Như cái con ID này, nó điểm mạnh nó rất là cơ động và khả năng khống chế áp sát dồn sát thương cực là nhanh. Đó. Điểm yếu thì giống như tất cả các vị tướng sát thủ và đấu sĩ kiêm sát thủ khác thôi, là máu là khá là mỏng. Ok, con này là con tướng nói chung là khá là toàn diện rồi. Quan trọng là anh em phải ra vào combat như thế nào thôi. Tướng mạnh mà anh em không biết phát huy sức mạnh thì nó cũng phế. Ok. Rồi, bắt được một đồng chí Ngộ Không. Thôi, lui lui nhá. Đợi có chiêu cuối lại lao lên. Trong khi đó thì mình cứ ở ngoài thôi. Ok, La Crot. Ôi, thôi, xong rồi. À, vẫn may chứ, La Crot chạy. Chạy. Ôi. Khổ quá. Nên có băng trụ đâu. Team bạn là Ignis đánh rất là tốt. Nước vàng của mình bây giờ là vô địch thiên hạ rồi. Farm rất tốt. Các bạn chú ý nhá. Để đánh tốt thì anh em phải farm thì là tốt. Bạn La Cross chết khá nhiều nhưng mà nước vàng cũng rất là ổn định. Để đánh tốt thì anh em phải chịu khó farm, không nên quá ham hố giao tranh đó. Mình dùng xong kỹ năng bắt được người tướng địch rồi lập tức về lên farm, hoặc là thấy lên nào nhiều lính là mình farm ngay luôn. Không nên quá là chú trọng cái việc đi theo đồng đội nhiều quá. Đi theo đồng đội nhiều quá cũng rất là ok. Nếu mà combat thắng thì tất nhiên thắng rồi, nhưng chẳng may là thua thì mình sẽ được một ít lượng ít vàng từ cái điểm hỗ trợ của hạ gục thôi, không bằng cái lượng vàng farm được. Và mục tiêu để thắng trận danh đó chính là chỉ giành chiến thắng phá trụ mà. Anh em chịu khó farm nên đẩy đường sẽ lợi cho team rất nhiều và lợi cho bản thân mình. Ok. Và những người đầu đội của mình cũng phải hiểu được lý do là phải để cho người đi lên farm đã. Không phải là lúc nào cũng phải hồi sinh ra là nào thẳng vào đội hình team bạn là quẩy và đánh nhau đâu. Như thế thì không thể leo danh cao được, cái anh em đánh kiểu đấy là không nhanh leo danh cao được. Mà phải nhìn map, nhìn bản đồ. Để quan sát xem đồng đội mình ở đâu và tướng địch ở đâu để có thể là quyết định là có vào combat hay không. Anh em đó là mình phải soi map cẩn thận trước khi nhảy vào combat nhá. Những người có lối đánh kiểu này thì mới neo lên danh cao. Còn các bạn có lối đánh kiểu thích đánh nhau thì sẽ không bao giờ leo được danh cao đâu. Nhưng mà nhiều khi thì mình cũng có những trường hợp mình cũng máu đánh nhau đấy. Máu đánh nhau thì những trận đấy thường là mình rất là phế. Máu đánh nhau mà. Máu đánh nhau đầu trận có về xanh thôi, nhưng mà về sau thì team bạn có thể lật ngược được. Nhưng mà chơi game chủ định mục đích yếu là chỉ chơi là vui vẻ thôi. Ở danh thấp hay danh cao thì cũng không quan trọng lắm đâu. Theo mình là như vậy.
Còn những bạn neo danh thì mình vừa chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thì cho anh em biết rồi. À, phải đánh như thế nào, tư duy như thế nào. Đó. Còn đánh vui thì danh nào cũng được. Leo chỉ là vui thôi. Leo được cái khung cao thủ thôi để đấy. Còn đâu đánh vui. Mục đích chơi game quan trọng nhất là để vui và giải trí. Vào game là để giải trí chứ không phải là game để chửi nhau rồi xỉ báng nhau nhá. Đây là để mọi người cùng giao lưu và cùng chơi để vui vẻ. Các bạn nhớ nhá. Rồi. Ignite em lên bảng đi, ok. Rồi. Không nên ham hố nữa, thôi về thôi. Anh em đẩy đường giữa kìa. Không được rồi, thôi rồi. Về gấp. Ngộ không một đập là lên bảng đánh số đấy. Đồ cuối cùng mình sẽ đổi là tam giác hồi sinh nhá. Cuối trận rồi cần phải thêm ít đồ nữa. Đấy, ngay mở. Các bạn còn ít máu rất là nguy hiểm khi mà team bạn có ngộ không. Thì một gậy anh em lên bảng điểm số rồi. Rồi, có mạng. Anh em chiêu cuối được động nhiều tướng địch ý, thì rất là lợi cho team. Na cross à. Chị mà phải sợ chú à. Ok, ở đây là thắng thôi, thì bạn chết 4 người rồi. Một pha đánh khá là diệu. Nhưng mà Ignite thủ đường cũng rất là tốt đấy. Chia 2 là họ không thủ đâu, chia 2 đường đẩy là họ không thủ đâu. Họ chỉ thủ được một đường thôi. Rồi bây giờ ra đường đường dưới để đẩy đường nào. Đẩy thẳng vào nhà là một người không thủ được 5 người, 4 người đâu. Ok, mình có giáp hồi sinh mà. Rồi ok. Và cuối cùng thì cũng nên cao thủ lick của bạn Subin rồi. Ok, và video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn, bye bye.